À, xin giới thiệu với các bạn, đây là trọn bộ một cái bộ làm xe bốn bánh bán hàng lưu động các bạn nhé. Cái bộ này là cấu hình cũng rất là khỏe, gần như là khỏe nhất trong cái phân khúc tầm nhỏ và tầm trung. Nói chung là khoảng nếu các bạn về số thì nhiều khi nó có thể chở cả tấn ấy, không vấn đề gì cả. Đấy. À, thì đây là đều có nhíp này. Nhíp 5 lá dài 54 cm nhé. Tất cả cái hệ thống đèn đóm công tắc là như thế này, bên em là làm sẵn hết cho khách hàng luôn. Đấy, các bác mua hàng là cứ yên tâm, không cần biết gì về điện cả, bên em sẽ bao phần hướng dẫn điện đóm và đấu nối sẵn cho khách hàng. Đây là bộ dây điện của nó rất là khoa học luôn, chứ không phải là mình tự đấu nối đâu nhé, có cả bộ dây điện. Cái sạc này là dòng sạc lớn các bạn nhé, sạc này có thể dùng cho bình 50A được. Đấy, con điều khiển cũng rất là to này các bạn này. Đấy, điều khiển rất là to đấy, 1500W, nó to lắm nhé, chứ không phải là dòng điều khiển nhỏ đâu. Động cơ 1500W hàng thật. Cầu này là cầu phanh dầu hai số 1m4. Đấy, cái này mình cũng ngại bóc ra đâu. Thì, cầu phanh đĩa các bạn nhé. Đấy, phanh đĩa, dây dầu, dây thắng có hết. Chân phanh dầu thì có khóa này, hệ thống vô lăng này. Đây là bánh này. Bánh này là bánh không xăm. Tải trọng của bánh cũng rất là cao, nên là các bạn cứ yên tâm về tải trọng của nó. Đấy. Con này là đây, nó ghi trọng ở trên này đây, 273 cân trên một bánh ấy này. Đấy, tải trọng 273 kg trên một bánh, thì bốn bánh là nó có khả năng chịu được cả tấn đấy các bạn nhé. Tất nhiên là tính cả xe, và lốp thì không xăm. Đây, bên em là đấu lối sẵn cho khách hàng hết. Đây, đèn đóm cái thứ đây, cái chế độ dừng khẩn cấp này. Đấy, xi nhan bốn đèn luôn nhé. Đấy, xi nhan bốn đèn này. Đấy. Đấy, xi nhan đơn này. Cái này thì nó có trả vô lăng này. Vô lăng các bạn đánh lái thì là nó sẽ nhả đấy. À, các bạn đánh lái thì đấy, đánh lái thì nó vào cua nó sẽ tự trả lại vô xi nhan. À, giống y hệt như ô tô luôn. Ở trong bộ này thì chỉ thiếu mỗi gạt mưa thôi, khách hàng người ta không mua. Đấy, cho nên là mình không có để trong cái video này. Đây, còi thì còi loại to này. Đây, công tơ mét thì đấu lối sẵn hết rồi. Đây. Đấy. Cái đồng hồ này thì báo điện tự động các bạn nhé. Đồng hồ này thuộc dòng kích thước lớn. Đấy. Báo điện tự động. Nó báo các chức năng. Công tơ mét. Đây là cần đảo chiều này. Đây là đèn pha này. Đèn pha thì bật như đèn pha ô tô thôi. Đấy, bật đèn pha thì đầu tiên là đèn hậu nó sẽ nổi, và bật lắc thứ hai đèn pha nó lên. Cái lắc đầu tiên ấy, nếu mà đấu đúng của nó ấy, thì nó sẽ là cái đèn đề mi, xong rồi nó mới đến đèn pha. Nó cũng giống ô tô, nhưng mà trong xe điện ấy, thì mình làm tối giản nó đi, thì chỉ không có đèn đề mi, chỉ có đèn pha thôi. Pha thì nó có cốt, có pha. Đấy. Thì chọn bộ một cái bộ như này, các bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ với bên em để báo giá. Chân ga này, đầy đủ nhé. Tất cả chỉ trừ ắc quy đó. Ắc quy thì các khách hàng mua thì bên em sẽ hỗ trợ gần như là giá mua hộ thôi, không tính tiền hộ tuần. Đây, gương này. Đấy, nhíp là đủ phụ kiện hết nhé. Cái bộ này thì gần như là chỉ về việc làm khung thôi.
đủ hết à. Mọi thắc mắc và giá thành thì xin liên hệ 0983 818 95. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.